À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 22 tháng 10 nhận định thị trường và các cổ phiếu từ ngày 25 cho đến 29 tháng 10 năm 2021 Trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm Thì hai ngày gần đây thì mình cũng bận không làm video được Do là có việc buổi tối Thì mình cũng có gửi tặng anh chị cái file Excel ở trong cái nhóm Zalo và cái nhóm Telegram Thì hôm nay quay trở lại mình làm video thì anh chị ơi thấy là cái phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, đối với index là tăng điểm 0,3 khối lượng có sự gia tăng khối lượng ở đây thì chưa đến mức uh, nó gọi là tương đối lớn thôi và các anh chị thấy đóng cửa ở giữa thanh ba đúng không ạ như vậy thì phiên hôm nay là cái phiên mà nó cũng có thể hiện cái sự mua vào nhé thì cái sự mua vào nhẹ thì trong mấy phiên ở đây thì thị trường có những cái sự phân phối và chất nếu nhìn đúng thì nó là những cái phân phối đấy anh chị thấy như cái phiên này là những cái phiên phân phối này như phía này là phía phân phối này tức là nhà đầu tư người ta đã có lợi nhuận ở trên này như những người mà người ta mua đây này người ta lên đây người ta có lợi nhuận và cái đây cái nhất cái thứ hai người ta cảm thấy nó sẽ rung lắc ở cái vùng này đúng không ạ thì thay vì người ta đặt cược cho cái việc mà thị trường xuyên được cái cái đỉnh cũ thay vì đặt cược cho cái việc đấy thì người ta bán cổ phiếu ra cho an toàn đúng không ạ sau đó chờ khi thị trường vượt lên cái đỉnh này thì người ta sẽ quay lại thì đó là lý do mà anh chị thấy là nó khá là rung lắc trong giai đoạn gần đây nó giống như khi mà mình lấy cái ví dụ là máy bay ấy. máy bay cất cánh từ phía dưới đi lên đúng không ạ thì nó phải xuyên qua những cái tầng mây ấy. anh chị thấy khi mà nó lên phía độ cao ổn định thì gần như là nó rất là êm đúng không ạ thì đây nó đang giống như là xuyên mây ấy. mình chia sẻ với anh chị rồi thì à, thị trường hiện nay thì khi mà nó có sự rung lắc như thế này nó có rủi ro nhé bởi vì nếu anh chị mới mua những cổ phiếu hoặc là cổ phiếu các anh chị mua mà nếu bị rút vào thì có thể là nó sẽ có sự rủi ro tuy nhiên là rủi ro thị trường thì mình thấy là nó cũng chưa chưa có rủi ro đâu anh chị nhé đấy là cái nhất cái thứ hai hiện nay nó vẫn nó chỉ gọi là rung lắc ở cái vùng MA10 thôi MA10 là đường màu xanh này, này. còn MA20 là đường màu đỏ này đấy còn các anh chị nhìn bên này đi đây là MA20 này nói chung nó nó vẫn là sideways nhé thị trường hiện nay đang là sideways sideways nhé tất nhiên là nếu xét xét chỉ xét từ cái nhịp ở đây nó vẫn là một, một cái xu hướng lên nó là một cái xu thế lên đúng không cái đáy gần nhất mà chúng ta tham chiếu cái đợt ở đây là 27 tháng 9 đúng không ạ trước đó thì đây là những cái đáy trước đó là 24 tháng 8 thì thị trường xu hướng lên và đây là sideways VN30 tương tự cũng vậy nha chị nhé cũng nó đang ở cái vùng kháng cự cũ này đúng không kháng cự cũ thị trường có sự rung lắc đúng không ạ index này Hamidex thì đang đi lên vượt đỉnh nhá. Hát thì đây cũng đi lên vượt đỉnh nhá. Như vậy chúng ta có thể thấy là thị trường ở đây là nó nó đang sideways ở ở vùng kháng cự cũ đúng không ạ? À, có những cái dòng đầu tư à, có những cái dòng tiền người ta chốt lời hoặc là người ta tạm ra khỏi thị trường bởi vì người ta đang suy nghĩ rằng đây là một cái đỉnh và sẽ có những cái rủi ro nhất định đó là tại sao mà nó có sự rung lắc khá là mạnh đối với cách cái cái chị nhìn đây là số lượng các cổ phiếu tốt này Đối lượng cổ phiếu tốt những cái phiên rung lắc gần đây nhé là nó có những cái sự phân hóa từ số lượng cổ phiếu tốt có sự giảm nhưng mà hai phiên gần đây nó lại tăng lại rồi đúng không ạ và điểm số bình quân của thị trường tất cả thị trường toàn bộ các cổ phiếu là vẫn có sự gia tăng điểm nhé cái chỉ thì nó đi lên liên tục đó các cái nhóm ngành mạnh ở đây các anh chị có thể thấy nhé bình quân thị trường là tăng 4% mình lấy cái ngày gốc là ngày 11 tháng 10 này này 11 tháng 10 này, này các chị nhìn thấy 11 tháng 10 này nhé Chỉ số index của chúng ta là Giảm 0,3% nhé 11 tháng 10 là 1394 09 đúng không? Hôm nay là 1389.24 Tuy nhiên là Đây là tính theo bình quân mà có trọng số Của các cái cổ phiếu của vốn hóa lớn đúng không? Như đây nếu tính bình quân trung bình cộng Thì chị thấy là nó 4% Và những cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung Có thể thấy hiện nay ví dụ như sản xuất điện này Hóa chất này, dược phẩm này bật đầu cơ bất động sản này khai khoáng này du lịch vận tải này xây dựng xây lắp này nội thất này máy công nghiệp này thép này đó là những cái dòng khá là mạnh thế bị viễn thông này đó thì khi mà các anh chị đang nắm giữ những cổ phiếu mà bùng nổ rồi chạy rồi đúng không ở mình thuộc cái nhóm này này thì là, là ổn như các anh chị nhé còn nếu mà tìm những cổ phiếu kiệt vốn các thứ thì có thể ưu tiên tìm nhiều hơn ở phía dưới này ngân hàng nếu các, các nhóm chứng khoán này đều đang yếu hơn này yếu hơn thị trường chung này và chất cơ bản yếu hơn này bảo hiểm yếu hơn này đó thì khi mà các anh chị khi mà các anh chị quản lý được các cái các cái chỉ số index này các anh chị hiểu được cái điều gì diễn ra trong các chỉ số index này đúng không các anh chị thấy rằng cái số lượng cổ phiếu nó đang phân hóa ra sao này số lượng cổ phiếu tốt ra sao này đúng không ạ nhìn thấy các cái nhóm ngành ra sao thì chúng ta sẽ có những cái nhận định đánh giá nhất định cho cái thị trường những cái phiên sắp tới ở đây chúng ta chỉ là dựa vào cái diễn biến của chỉ số index của các nhóm ngành và các cổ phiếu chúng ta nhận định thôi chứ chúng ta không thể đi đoán tương lai được nhé nếu anh chị mà bảo chúng ta đi đoán tương lai là ba phiên tới hoặc sáu phiên tới không không ai có thể đoán được không ai có thể đoán được chúng ta không phải là đi theo cái cách như vậy nha nếu mà đoán là như vậy thì chúng ta là tiên tri hết rồi đúng không ạ đây chúng ta chỉ dựa vào cái diễn biến của thị trường ở hiện tại mức độ cân bằng của các cổ phiếu đúng không à, các cái dòng tiền các cái sức mạnh của các cái nhóm cổ phiếu để đánh giá rằng là nó tiếp tục nó lên được bởi vì khi người ta thấy những cái dòng vẫn đang tăng trưởng vẫn đang tăng tiềm, mà ít có sự chốt lời vẫn mạnh thì khi khi nó lên các cái nhóm cổ phiếu lên thì nó sẽ kéo vào thị trường lên anh chị nhé thì cái chiến lược ở đây của chúng ta là đương nhiên là khi nó rung lắc này là chúng ta cái chiến lược là phải quản trị danh mục quản trị danh mục là cái quan trọng nhất đúng không ạ nếu cổ phiếu bị rung lắc thì có thể chúng ta chấp nhận cũng bị rung lắc bị bị rũ bỏ đúng không nếu mà cổ phiếu rũ bỏ chúng ta thì chúng ta hãy để chúng ta bị rũ bỏ không cần phải cương cứng quá đó là nguyên tắc của mình nhé mềm nằn rắn buông đúng thì là lợi nhuận lớn và sai thì có thể là sai thì để bị rũ bỏ đấy còn ngoài ra thì nếu mà cái việc mua cổ phiếu thì cũng có thể nhưng mà hạn chế thôi hạn chế thôi lát trong này mình cũng sẽ chia sẻ một số cổ phiếu có thể mua được nhé đó là về cái chiến lược hiện tại anh chị nhé ưu tiên nắm giữ cổ phiếu hơn là việc mua và tuy nhiên mua thì vẫn có thể mua được có thể mua gia tăng nếu anh chị đang có những cổ phiếu có lợi nhuận rồi đúng không mà nó hoạt động ok và hiệu quả đúng quy tắc thì các cổ phiếu mua số lượng cổ phiếu mua bùng nổ số lượng cổ phiếu bùng nổ trước đi anh chị thấy nó cũng vẫn khá là nhiều nhá đấy các bung nổ này, đấy. cái file excel này mình cũng sẽ gửi vào trong cái nhóm vip nhé. anh chị nào mà muốn nhận cái file này mà không thuộc nhóm vip, á, hôm nay mình thì mình sẽ không gửi vào cái nhóm mặc định, cái nhóm bình thường uh, miễn phí ở trong uh, group zalo và telegram nữa. như anh chị nào mà có nhu cầu nhận file này thì có thể like video, comment video, rồi inbox cho mình qua zalo thì mình sẽ gửi cho anh chị nhé. đây là các phiếu bung nổ này khá là nhiều này. Đấy hôm nay các anh chị thấy ví dụ về bùng nổ với như là một cái nhóm bất động sản này. Đúng không? Khai thác than này, khai thác than sau những cái gì chúng tôi bỏ thì bắt đầu có dòng tiền quay lại này. Hóa chất này, thủy sản này, thì vật liệu xây dựng này, vật liệu xây dựng, vật liệu xây lắp này khá nhiều này. Xây dựng và xây lắp này khá là nhiều cổ phiếu nhé Đấy. Đúng không? Các anh chị bảo thị trường yếu, đúng không? Nhưng mình thấy nó vẫn rất nhiều cổ phiếu mua vào và mạnh này, đúng không? bất động sản. Khai thác than này thì hôm nay nó là cái điểm uh, hôm qua hôm đó là cái check out nhé hôm nay là mua lại của check out thì chờ test thì có thể mua được nhé đối với cổ phiếu thai này nên chờ nó test lại thì mua dòng này có một số cổ phiếu này mua được này đây, mình sẽ bật cho các anh chị xem số lượng các cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ ngày hôm nay có thể thấy là có một số cổ phiếu này như yeah. C32 C4G Hút và HPC này đều là cái nhóm xây dựng xây lắp nhé thì anh chị có thể xem đây à, đây đây C32 đúng không? Các anh chị thấy đây có phải là điều mua rất là đẹp không? Đây là một cái chen trước đúng không? Chen trước 42% đúng không ạ? Khu vực này tạo cho anh chị một cái cái vùng tích lũy, vùng sideways của Huy Cầu, trong cái biên độ là 9% đúng không ạ? Thì đây có phải là một cổ phiếu là xuống lên cái trên đúng không ạ? Các anh chị thấy đúng không? Thì các cái điểm test của nó này này, đây là các cái điểm điểm test này đúng không? Thì khi như vậy thì anh chị thấy đây là chính là một cái vùng vùng danh giới của pha pha C nhé đây là pha C của của của, của cái vùng tích lũy này nhé đấy thì khi có cái điểm này là anh chị có thể tham gia được nhé cái điểm test này này đó thì hôm nay nó đều vô vùng, vùng nổi nhé C4G, C 4 G C C bốn G đây C bốn G thế nhé C bốn G C bốn G thì không đẹp bằng C 32 hai nhưng chị thấy là đây nó hình thành một cái vùng một sideways cái chen trước của nó là bốn mấy phần trăm này bốn sáu phần trăm này đúng không hình thành vùng này volume thì nó không phải là quá thấp à không phải là quá cao nhé tức là ở cái đoạn mà nó tích lũy này thực ra nếu mà trong giai đoạn tích lũy này cái cổ phiếu c 4 g này mà nó khối lượng nó kiệt hơn thì sẽ đẹp hơn nhưng tuy nhiên như này với cái dòng tiền mua vào như thế này thì cũng có thể thấy là nó cũng khá là an toàn để nhận xét hôm nay là một cái điểm mua bùng nổ anh chị nhé tiếp theo là hút và hbc hút đây đó, hôm nay này, đây là cái nhịp trước của nó đã được 51% này anh chị này, đúng không? Đây là vùng xoay quay này khối lượng kiệt này, đúng không? đấy thì đây là dây dưới của pha C này. Đấy anh chị nhé, thì đây là điểm mua vùng nổ này. HBC, HBC. HBC này thì nó nó vẫn chưa vượt đỉnh cũ đâu, đỉnh cũ của nó là vùng 18 ấy này. Anh chị nhé nhỏ lại thế đấy hbc này chưa gặp vườn đỉnh cụ đỉnh cũ đâu ừ. có thể nó sẽ lên đây nó sẽ tích lũy thêm ở trên này một chút nhé tuy nhiên là đây nó là có cho chúng ta một cái tiêu chen rồi đúng không ba mươi tám phần trăm thì có vùng này gây chị thì khối lượng nó kiệt lại thì nó bùng nổ thôi thì đây là một cái điểm mua bùng nổ nhé thì là có bốn cái cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ mua kiệt vôn thì có một số cổ phiếu nó không phải là quá đẹp đâu nhưng mà có thể chọn ra được như PSD này Big PSD này Đấy, PD nhá cái anh chị thấy đây là một cái nhịp chen này đúng không thì đây hình thành một cái vùng sideways này khối lượng thì nó không phải là có bé nhé nhưng mà nó cũng khá là kiệt rồi nhé anh chị nhé thì những cái phiên như này những cái phiên rũ bỏ này đấy đây là no demand này nhé như cái này thì test for, test for đây nhá xin lỗi vừa nãy nói no demand không phải nó có những cái phiên các anh chị thấy nó kiệt vôn như này này đúng không đây là những phiên này là danh giới của pha c này đúng không nó sẽ như phiên như thế này những cái phiên như này gọi là no supply này đúng không tuy nhiên là nó lại test lại đúng không phiên này này các anh chị thấy những cái phiên phiên này này là test lại phiên này thì là test thành công đúng không phiên này này test lại phiên này này đúng không thì bị thấp hơn điểm thì thấp hơn tuy nhiên là khối lượng nó cũng khá kiệt thì đây là một test và supply này đấy thì những cái phiên như này thì là sẽ ổn này ví dụ PT này là có thể quan sát được này đúng không kiệt vôn nhé bích này bích này thì nhé. đấy bích bích thì nó hơi, hơi 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 lỏng một chút hơi lỏng một chút nhé nhưng mà khối lượng nó bắt đầu nó kiệt dần này này đấy thì đây là một cái điểm mua bùng nổ nhé sau cái điểm mua bùng nổ thì nó có cái sự té lại nhé các anh chị thấy sau khi mua bùng nổ nhé cái bùng nổ này đấy, khối lượng thấp này đúng không phiên này này test lại phiên này này vì khối lượng thấp này đúng không hôm nay test supply như này ok nhé cổ này cũng có khả năng chạy được không nó hơi lỏng một chút nhưng vẫn có thể chạy được vnr và ttn vnr vnr này để các chị nhìn nhé đây là một cái trên trước của nó này đây đúng không hình hình cái vùng này bắt đầu khối lượng nó kiệt dần này đúng không như thế khi mà kiệt dần như này nhé, sau khi mà thì đề nó sẽ hình thành cho chúng ta những cái điểm như đây sẽ là danh dưới của phát C này. Nhá, đây là khối lượng thấp này. Đấy thì như này là này là một test phát supply này. Thì bây giờ là ok nhé. Và TTN. Và TTN nhé. Thì đây là thành thành một cái chân trước nhé. 47 phần Đây thành một cái khu vực sideways nhé. Đúng không? Thì đây là cái đây là pha C này. Đấy, khối lượng kiệt này. Kéo lên này khối lượng kiệt này. Đấy như vậy thì ở đây là bốn cái cổ phiếu này thì các anh chị có thể quan sát, có thể coi là những cổ phiếu kiệt vốn nhé. Còn khi đánh giá cổ phiếu mạnh á, thì nhiều anh chị có hỏi rằng là làm thế nào để để thấy biết là cổ phiếu nó có an toàn hay không thì anh chị có thể sử dụng ở đây này chọn ngay từ phái xe ra cái anh chọn cổ phiếu mạnh nhất nếu cổ phiếu mạnh nhất thì thông thường là ok nắm giữ cổ phiếu mạnh nhất thì chẳng khác nào nằm giữ những viên kim cương mà nó đang tỏa sáng đúng không ạ chung trên ma 10 là đẹp rồi theo mình nghĩ là cổ phiếu mà chạy về trên ma 10 nằm giữ những cổ phiếu như này này cái chị chọn trên ma 10 nhưng mà chọn cổ phiếu lên cái trên nhé đấy thì nằm trong nhóm này là mình khẳng định là nó cũng khá là an toàn nhưng khá là an toàn tất nhiên đây mình đã đánh giá theo kiểu công nghiệp thôi còn thực ra này đi chúng ta phải đi chi tiết vào từng nhìn vào đồ thị này để chúng ta đánh giá này đấy thì hôm nay mình sẽ phân tích một số cổ phiếu một số cái nhóm nhé anh chị nhé một số cái nhóm ví dụ như là thép này, hóa chất chuyên dụng và điện nhé, hóa chất sản xuất, sản xuất điện này, sản xuất điện này, hóa chất thép này, đây thì mình sẽ chọn theo nhóm ngành như trước nhé, đây, chọn mạnh nhất này, tốt này, ok mình chọn nhóm điện trước nhé. chọn làm thép đi đây chị nhìn thép trước này đấy TNS này các anh chị thấy nhá sau khi đây là điểm mua bùng nổ này chạy lên này tạo thành một cái thrust này như hôm nay nó xuống kéo lên đóng cửa phía trên như này nó có thể chạy trực tiếp anh chị nhé cổ thế này chúng ta sẽ không mua nhưng chúng ta nắm giữ ok này tích này ok này nắm giữ được này nhé điểm mua bùng nổ nó đây itq nhé nó nắm giữ được nhé không vấn đề gì hvc hvc đây điểm mua bùng nổ này đây đây hình thành một đây là một một cái nó sẽ nó là một up anh chị nhé nó là một thrust up, -thread, up -thread và tạo gáp thì cổ phiếu này các anh chị theo dõi ngày mai xem sao nhé xem nó có nếu ngày mai nó cũng là một phiên bán ra hay nó là một phiên trung lập hay nó là một phiên mua vào xong rồi chúng ta sẽ nhận định được còn nếu là phiên ngày hôm nay thì chưa vấn đề gì đâu nhé, nhé. vgs này ok này đúng ở đây để mua vấn nền này ok nhé nam kim thì vẫn đi lên thôi anh chị nắm giữ là ok rồi tvn nhé ok đi lên nắm giữ nhé shi thì nó đang xuống xuống thì chúng ta chưa xem Đấy, tlh ok đi lên nắm giữ này Đấy, hoa sen ok này nắm giữ này hoa sen đã kiệt vôn rồi nhé khả năng nó sẽ tích lũy này thêm một chút này yeah. Đây là mấy phiên nó đang tích lũy đấy các anh chị thấy khối lượng nó kiệt này đúng không? Bit này thì là mấy cổ phiếu nó Ít thanh khoản thì chúng ta sẽ không xem Hòa phát, hòa phát nhé, hòa phát, à, đây là các anh chị này, đây là một nhịp mà nó chạy này Nó chạy ở đây này Nó Zoom lắc ở MA10 này Khối lượng lớn này Đúng không? dung lắc ở ma mười khối lượng lớn nhưng mà đây nó sẽ mà hàng là mang cái ý nghĩa là hấp thụ nha anh chị nhé, mang ý nghĩa hấp thụ đấy thì theo mình nghĩ là của này nó sẽ tiếp tục nó sẽ đi lên được tiếp nha chung hòa phát ok nha anh chị nha hòa phát ok nó sẽ khối lượng nó sẽ kiệt đi một chút xíu ở đây xong nó bùng nổ tiếp nó chạy rồi smc cũng thế nha smc tương tự hòa phát cũng không dùng lắm đâu nhưng mà đây này sau một số phiên này đấy thì đây là một phiên giúp bỏ này thì khi mà những cái phiên như này, này thì là nó là bùng nổ vượt nền đấy chị nhé nó là bùng nổ vượt nền rồi thì các anh chị hoàn toàn có thể thùng ba 10 có thể bán được ví dụ nếu các anh chị đánh đánh nhanh ấy, là thấy mình ví dụ mình mà đánh nhanh á là mà mình ở đây này mình sẽ bán ở phiên này rồi sao bán là bởi vì nó thùng ba mươi đúng không nhưng mà sau đó thì nếu nó ổn nó chặt lại thì mình lại mua lại đúng không hoặc là mình mua ở dưới này mình có lợi nhuận cao thì mình cứ nắm giữ thôi trong cả hai cách đều đúng miễn là mình hiểu rằng mình đang làm cái việc gì đúng không và miễn rằng là mình tuân thủ đúng một cái kịch bản và mình có trước chứ không phải mình dùng cảm xúc để mình ra quyết định một cách tù mù chị nhé đấy tds này thì giúp ở vùng hỗ trợ này đúng không để mình tìm cổ phiếu sản xuất trả xuất điện đây đúng không đấy ND này thì anh chị nắm giữ đúng không điều đây mua 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 nổ này GHC này ok nhé mấy cổ phiếu này thì thực ra nó không phải là là đẹp lắm đâu nhìn nó hơi lòng ngoằng bởi vì đa phần nó nằm ở những cái sàn upcom đúng không nhưng mà nếu anh chị mua vào thì cũng cho lợi nhuận cũng khá đấy đúng không anh chị mua đây này mua vùng nổ này giá có 31 thôi bên 37 rồi đúng không ạ 6 giá 20 phần trăm ITA này nhá, ITA thì nằm giữ được. VPD nhá, điện lực Việt Nam, ok đúng không? Các anh chị thấy đúng không? Đây để mua vùng nổ đây, vượt nền này, đúng không? Rũ này, rút này. này, đúng không? Ok, nằm giữ đi lên thôi. SGD, ok nhé RT2 thì vẫn đang rũ thế lên nhé, các anh chị nằm giữ cổ phiếu. Trong ba này, ok này. Nói chung dòng điện nhóm này rất là mạnh đấy nhá với cổ phiếu này đều nắm giữ được trừ mấy cổ phiếu này yếu thì BBC này thì vẫn trong cái vùng ấy thôi vùng 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 vùng, vùng quay cái nhóm hóa chất đi. hóa chất chuyên dụng này đúng không Đấy, cái chị thấy DPM này đúng không? Sau những cái điểm mua bùng nổ như này nó chạy như này đúng không? Chạy quá ngon đúng không ạ? Cứ nắm giữ thôi. SFG cũng thế nhá. SFG thì nó sẽ tiếp lũy thêm vùng này. Các anh chị nhìn thấy khối lượng kiệt dần này, đúng không? PMV ok nhé, nắm giữ là ok nhá. DCM này đúng không? Đây điểm mua bùng nổ vượt nền này, các anh chị thấy rất là ngon đúng không? Quá là ok đúng không? đúng không đúng thì phải lợi nhuận lớn đúng không các anh chị thấy từ cái điều mua vùng này nó có thủng 30 đâu đúng không có hôm trước có cái anh anh hỏi anh bảo mình mua đây lên đây anh bán luôn vì thứ nhất là rất nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu lỗ thì rất dễ nhưng không thể nắm giữ được cổ phiếu lãi không hiểu sao đúng không bởi vì chúng ta suốt ngày khi các anh chị nắm giữ cổ phiếu các anh chị cứ đi hỏi han người nọ người kia xem là tình hình ra sao tình hình thế nào đúng không thì khi mà chúng ta làm cái việc đấy thì vô hình chung là chúng ta đang không không có niềm tin là cái việc giao dịch cổ phiếu của chúng ta và chúng ta rất là áp lực chỉ chỉ chênh chốt 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 lời thôi đúng không? đánh như thế thì sẽ khó để kiếm được tiền lắm. Nha DCM là khối rất là ok nhé. Last Last này thì nó đây để mua này. Sau đó thì như này nó vẫn cần mất thời gian hơn bởi vì các anh chị những cái phiên mua vào á, vì phiên bán ra thì khối lượng nó không có sự chênh lệch nhiều đúng không? FC, FC thì trong vùng uh, trong vùng sideways nhé. Ok. Ok, đó là các cái cổ phiếu mà mình uh, mình review trong cái nội dung của ngày hôm nay bởi vì các cổ phiếu khác thì mình cũng đã review trên trả lời các anh chị rồi. Thì anh chị có những cái câu hỏi nào mà cần phải làm rõ hoặc là có cổ phiếu nào cần làm rõ thì anh chị vui lòng comment ở phía dưới video thì mình cũng sẽ trả lời ở dưới video hoặc là mình sẽ làm một cái clip để giải thích để phân tích tiếp theo cho các anh chị ngoài ra thì các anh chị có thể inbox cho mình mình sẽ gửi tặng các anh chị cái file xem này nhé thì các anh chị nhìn ở đây các anh chị có thể đánh giá để quản trị danh mục được ví dụ các anh chị nắm giữ cổ phiếu gì đúng không ví dụ các anh chị nắm đất cổ phiếu ntl ví dụ thế nhà từ liêm chẳng hạn thì các anh chị thấy ở đây đúng không các anh chị nhìn thấy là nó là cái nhóm cổ phiếu mạnh nhất này đúng không nó trên ma 10 này quá tuyệt vời luôn đúng không các anh chị nắm giữ như thế đây hôm trước các anh chị nhìn này có những cổ phiếu rất là ngon tất là chúng ta chúng ta phân tích được và nhìn thấy nhé nhật từ liêm các anh chị thấy nhé đúng không đây là một cái, cái cách vẫn cách phân tích của chúng ta thôi đây là một cái xu thế trước cho các anh chị một cái trên là 44 trăm đây là một cái vùng xe đúng không ạ thì các anh chị thấy đây những cái phiên vùng rung lắc này khi rung lắc cái vùng hỗ trợ và khối lượng nó kiệt đi như này đúng không thì nó sẽ hình thành cho các anh chị những cái này là pha này gọi là pha c nhé các cái nhìn, nhìn nhìn ở phía bên này này từ đây này đến đây này là nó rất là hỗn độn nó rất là hỗn độn đúng không và khi nó hỗn độn của nó nó kết thúc cái sự hỗn độn bằng cách là cái khối lượng nó giảm dần sau đó thì nó đi vào trật tự nhất định đúng không thì các chị thấy này sau khi nó rút bỏ này thì đều mua vào khối lượng này đúng không mua vào này bạn ra khối lượng thấp hơn này mua vào khối lượng cao hơn này, đó tức là nó thể hiện cái cái cung nó đang nhỏ hơn cái cầu của cầu nó mạnh hơn cung một cách rõ nét đúng không thì các anh chị nắm giữ những cổ phiếu như này thì rất là có lợi nhuận đúng không các anh chị có thể hoàn toàn mua ở đâu đó ở đây hoặc mua bùng nổ ở đây cũng được không sao cả đúng không rất là đẹp hoặc test lại các anh chị mua ở những cái phiên như thế này cũng càng đẹp chẳng vấn đề gì đúng không đó thì những cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện hết nhé để ví dụ thôi đích đấy đích này đúng không đây là đây này đây đây pha c này đúng không khối lượng kiệt này đây là pha c này đúng không đây là các điểm test này quá đẹp đúng không nắm giữ thì quá ok đấy thì hy vọng là À uh, hy vọng là Thọ chứng khoán cũng chia sẻ được cho các anh chị được những cái kinh nghiệm phần nào hữu ích trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán của mình. Thì các anh chị đừng quên subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất uh, từ Thọ chứng khoán. Uh, chào tạm biệt các anh chị, hẹn gặp lại. Thì trong những cái phiên cuối tuần thì mình cũng sẽ sắp xếp thời gian để mình làm cái video để nhận định lại các cái nhận định của mình thời gian qua đúng không? Một tuần mà làm một lần thì có nó hơi dày, chắc là nếu mà cái nhận định các nhận định ạ chắc là hai tuần làm một lần thì nó sẽ đẹp hơn ok các anh chị nhé chào các anh chị chúc các anh chị buổi tối vui vẻ